Sáng ngày 2 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernandez thăm làm việc tại Việt Nam. Ngày sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm. Chào mừng Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu Cuba. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trải qua 64 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp đã không ngừng phát triển tốt đẹp, trở thành mối quan hệ đồng chí anh em hiếm có với sự tin cậy chính trị cao, hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Nêu rõ, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước có nhiều tiến triển tích cực sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9 năm nay. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực, thủy chung giữa Việt Nam và Cuba trên các kênh và trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trước những thiệt hại về người, tài sản do cơn bão Oscar gây ra, cũng như những khó khăn do cuộc khủng hoảng về năng lượng và lương thực. Nhấn mạnh, Việt Nam luôn dành tình cảm hữu nghị đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Cuba với lập trường nhất quán, yêu cầu chấm dứt các chính sách bao vây cấm vận kinh tế, tài chính đối với Cuba. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 đã nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế và thương mại của Mỹ áp đặt đối với Cuba. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã tặng 10.000 tấn gạo là sự sẻ chia kịp thời trong bối cảnh khó khăn hiện nay của Cuba. Mong muốn Việt Nam hỗ trợ Cuba phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp trong bối cảnh nước này đang xây dựng luật doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Cuba cũng đề nghị Việt Nam hỗ trợ để Cuba chủ động hơn về đảm bảo an ninh lương thực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, các ủy ban, đại biểu Quốc hội hai nước, hai nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Phát huy vai trò cơ quan lập pháp trong phối hợp giám sát, thúc đẩy triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác, các thỏa thuận cấp cao đã ký, cũng như phối hợp tại các diễn đàn quốc tế đa phương. Chủ tịch Quốc hội Cuba nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đề nghị hai bên thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các địa phương, giữa các nhóm nghị sĩ hữu nghị, phối hợp chuẩn bị tổ chức phiên họp thứ hai Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam-Cuba nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, năng lượng, công nghệ tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Cuba trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sớm thăm Cuba. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết rất mong đợi chuyến thăm này. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Esteban Lazo Hernandez, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Cuba. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao các kết quả trao đổi, hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Cuba với Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ gắn bó, đồng chí anh em mẫu mực, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Chia sẻ với những khó khăn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đang nỗ lực vượt qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam đoàn kết với Cuba, kêu gọi gỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống lại Cuba và đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực và kết quả ban đầu nhằm triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Cuba, hoan nghênh sự quan tâm chỉ đạo của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Díaz-Canel và các lãnh đạo Cuba trong cụ thể hóa kết quả chuyến thăm. Tổng Bí thư nhất trí với các đề xuất hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Cuba, đề nghị hai nước tiếp tục duy trì các trao đổi, chuyến thăm các cấp, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội, chính phủ hai nước, tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các ngành và địa phương. Chủ tịch Quốc hội Cuba truyền lời thăm hỏi của Đại tướng Raúl Castro, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel và các lãnh đạo Cuba đến Tổng Bí thư Tô Lâm. Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó quan hệ chính trị và ngoại giao là nòng cốt, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa chính phủ, quốc hội, các địa phương hai nước. Cũng trong chiều ngày 2 tháng 11, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez. Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và kết quả hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội vào sáng nay, nhấn mạnh Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn nữa hiệu quả hợp tác với Cuba ở tất cả các lĩnh vực,
trên tinh thần phát huy cao nhất thế mạnh của cả hai bên. Chủ tịch nước gửi tới Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo Cuba lời thăm hỏi về hậu quả do cơn bão Oscar gây ra và tình hình khắc phục sự cố điện vừa qua. Tin tưởng Cuba anh em sẽ tiếp tục vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tựu mới. Chúc mừng Cuba đạt thắng lợi quan trọng khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt bao vây, cấm vận chống Cuba với đa số phiếu ủng hộ. Chủ tịch Quốc hội Cuba chuyển thư chúc mừng của lãnh đạo Cuba tới Chủ tịch nước Lương Cường, khẳng định Cuba luôn trân trọng ghi nhớ và đánh giá cao tình đoàn kết, sự ủng hộ chân thành và hỗ trợ thiết thực của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại gạo và an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, hợp tác đầu tư, cũng như tại các tổ chức khu vực, quốc tế và diễn đàn đa phương. Cuba rất quan tâm trao đổi và học hỏi kinh nghiệm phong phú của Việt Nam trong quá trình xóa bỏ các bất cập của nền kinh tế, tháo gỡ các khó khăn, thách thức hiện nay. Hai bên cũng nhất trí triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như kết quả phiên họp liên nghị viện đầu tiên của Quốc hội hai nước vừa qua, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.